Thưa anh giao tài ký là anh giao bằng chiếc xe thồ. Anh bằng hồi xưa giờ là tính ra là trên 20 năm, hai mấy năm rồi. Là giao hồi xưa là rất là gian nan cực khổ. Thức khuya dậy sớm có thể giao ghe, giao từng chiếc xe đạp, chở là 10 cây, chở đi lò bánh, chợ An Đông, rồi chợ lớn, rồi chợ Vườn Chuối, rồi rồi Xuân Thăm, Xuân Sáu luôn. Hồi xưa là còn có cái dấu là cái mộc tài ký là con sư tử bay. Sư tử Sau bay. này mới ra là mới đặt là cái đầu mộc đóng, rồi sau này là mới là cái mộc dáng là mộc tài ký. Sau này thì hàng rất là nhiều thì anh mới mua một kiếp a gác. Một chiếc gác rồi từ từ rồi mà má mới cho anh tiền thêm. Rồi anh gom đó là má mới cho anh tiền thêm mua thêm chiếc nữa, là thêm chiếc nữa. Khách hàng đã xài nhiều quá rồi bắt đầu là mới ra cái nhà máy lớn lớn, từ từ bắt đầu mình mới giao cho xe vô lấy luôn, mình không cần chở nữa. 4 5 giờ khuya cần hàng là phải dậy xây giao cho khách, không để ai nói. Và anh em là lúc nào cũng phải vui vẻ mà tích cực làm trong công việc của bộ tài ký.